năm lợi ích của yoga với tim mạch các bài tập yoga giúp cơ thể dẻo dai tăng cường sức mạnh cải thiện năng lượng tốt cho tim đặc biệt là năm lợi ích sau nhé một là giúp cơ thể năng động những người tập yoga có nhiều khả năng trở nên năng động áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh giúp bảo vệ tim mạch ngoài ra các bài tập kéo giãn làm giảm đáng kể độ cứng của động mạch đồng thời cải thiện chức năng tim ở người trung niên lớn tuổi hai là giúp thư giãn yoga có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần tăng cảm giác thư giãn cải thiện tâm trạng ở người tập ba là giảm nguy cơ cao huyết áp Yoga có thể đóng một vai trò trong việc kiểm soát tăng huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương ở những bệnh nhân mắc chứng tăng huyết áp. 4. là xoa dịu nhịp tim bất thường. Luyện tập yoga có thể giúp kiểm soát triệu chứng dung nhĩ. Dung nhĩ là một nhịp tim bất thường, đặc trưng bởi nhịp đập nhanh, không đều có thể dẫn đến đột quỵ và một số biến chứng khác. Những đợt dung nhĩ có thể kèm theo đau ngực, chóng mặt, khó thở. Năm là hòa nhập cộng đồng. Yoga cũng có thể làm dịu triệu chứng của bệnh trầm cảm khi người bệnh kết hợp với điều trị liệu pháp hành vi nhận thức. Thực hành 60 phút một bài tập yoga hai lần một tuần trong suốt 12 tuần làm giảm mức độ lo lắng, tăng lòng tự trọng ở phụ nữ cao tuổi.